Từ nhiều năm qua, gần 150 hộ dân xóm Kim Liên, xã Nghi Liên và xóm 15, xã Nghi Kim, thành phố Vinh luôn phải sống trong điều kiện môi trường ẩm thấp, ô nhiễm. Nguyên nhân bởi từ khi có đường Thăng Long thì gần 1 km quốc lộ 1A cũ, mặc dù vẫn được khai thác, nhưng đơn vị chủ quản không thực hiện đầu tư các hạng mục thiết yếu nào, đặc biệt là hệ thống thoát nước. Vâng, bởi vậy mà mỗi khi có mưa thì nơi đây lại xảy ra ngập lụt. Và thời điểm này, khi mùa mưa đã cận kề thì nỗi lo ngập úng lại trở nên thường trực. Đây là phản ánh của người dân gửi đến chuyên mục Alo NTV kết nối. Hầu như nhà nào tại xóm Kim Liên, xã Nghi Liên cũng đều trang bị cho mình một chiếc máy bơm để phục vụ một mục đích duy nhất, đó là hút nước trong nhà ra ngoài mỗi khi mưa xuống. Với những nhà xây dựng đã lâu thì mặt đường cao hơn nền nhà tới gần 1 mét. Bởi vậy nước mưa từ trên mặt đường không có lối thoát chảy tràn vào nhà. Để hạn chế nước từ quốc lộ 1A chảy vào nhà, nhiều con lươn bằng xi măng đã được đắp lên như thế này. Chúng tôi sống ở đấy còn thua xa ở những cái vùng quê, chẳng hạn như vùng sâu ở trong hoặc là vùng ở thị trấn, thì họ có cả cái hệ thống mương tiêu rồi là đường xá môi trường vân vân đặc biệt nó cao hơn. Thì chúng tôi đây vì thực cũng đề nghị nhiều nhưng mà chính quyền xã cũng có cái quyền lực nào để làm cả, nó kéo dài thì nó ảnh hưởng cái đời sống nhân dân. Địa bàn xóm Kim Liên, xã Nghi Liên và xóm 15, xã Nghi Kim, thành phố Vinh nằm giữa một bên tiếp giáp với đường Thăng Long, một bên là quốc lộ 1A cũ. Hiện tại chưa có mương thoát nước, bởi thế mỗi khi mưa xuống, nơi đây như một ốc đảo. Chỗ có ao vũng thì nước đọng tù túng, khiến cho môi trường ô nhiễm, ảnh hưởng tới sức khỏe sinh hoạt hàng ngày của người dân. Quá trình nó chờ nó tiêu thoát thì nước ở mương này, nước ở nhà các cái hầm cầu vệ sinh này của cả nhân dân nó nổi lên thì rất là mất vệ sinh. Đường dư khi mô hình cao hơn nhà mình ở thì mình làm nhà trước đây là đường cứ nâng cấp lên mà lại không có mương tiêu á, thì thành ra là nước hơn cứ chảy vào nhà, là nói chung mùa mưa mùa lụt thì rất chi là ô nhiễm và bẩn thỉu. Đoạn quốc lộ 1A cũ dài gần 1 km chạy qua xóm Kim Liên, xã Nghi Liên và xóm 15, xã Nghi Kim, thành phố Vinh thuộc quyền quản lý của Cục Đường bộ 2. Sau khi có tuyến đường Thăng Long thì tuyến đường này được chuyển công năng phục vụ cho các phương tiện đi từ thành phố Vinh, vùng phụ cận và lối ra của bến xe Bắc Vinh. Mặc dù vẫn được khai thác, thế nhưng đơn vị chủ quản gần như bỏ quên việc đầu tư các hạng mục thiết yếu. Như hiện nay cái đường quốc lộ đá này là thuộc quản lý của Cục Đường bộ 2 của Bộ Giao thông Vận tải. Cho nên cái việc đầu tư xây dựng cái hệ thống mương thoát nước trên song song với đường quốc lộ đá cũ này là thuộc nguồn ngân sách thì phải là của Bộ Giao thông Vận tải. Vậy nên ngân sách xã cũng không thể đầu tư được, kể cả ngân sách thành phố và tỉnh. Cho nên là xã đã kiến nghị qua nhiều cái cách, một là qua các cái cuộc họp, hai nữa qua cái tiếp xúc cử tri, ba nữa có những cái tờ trình, những cái văn bản đã kiến nghị nội dung này, nhưng mà cái giải pháp vẫn chưa thực hiện được. Với những thực tế đang diễn ra, người dân và các cấp chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết. Đơn vị quản lý công trình hạ tầng giao thông tuyến quốc lộ 1A là Cục Đường bộ 2 cần có sự quan tâm kiểm tra, đồng thời đưa ra phương án để giải quyết dứt điểm những bất cập tồn tại nhiều năm qua tại khu dân cư này. Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 57 3737 khi có thông tin cần phản ánh.